Ngày 11 tháng 10 giờ địa phương, kênh Hiroshima News TSS đưa tin video cảnh sát ở quận Asaminami, thành phố Hiroshima, Nhật Bản trình diễn những điệu múa theo giai điệu nhạc thiếu nhi nhằm tuyên truyền phòng chống nạn lừa tiền qua mạng. Video này sau đó lan truyền mạnh mẽ, đạt hơn 10 triệu lượt xem chỉ trong 5 ngày. Theo nội dung bài hát có đoạn, họ tán tỉnh bạn và làm trái tim bạn sao xuyến bằng câu anh yêu em. Họ giả vờ yêu đương rồi chiếm lấy lòng tin của bạn. Bạn gửi tiền và bạn bị lừa. Bạn không bao giờ lấy lại được tiền. Cảnh sát quận Asami Nami cho biết, họ đã ghi nhận 10 vụ lừa tình trong tháng 8, hầu hết các nạn nhân ở độ tuổi 40-60. đến Tờ Straight Time nhận định, với vẻ ngoài nghiêm túc và trang phục chỉnh tề, các cảnh sát cùng nhau nhảy điệu kawaii. Video thu về nhiều kết quả tích cực trong công tác tuyên truyền phòng chống nạn lừa tiền qua mạng.